có 7 học sinh của trung cộng đã bị thiệt mạng trong một vụ tấn công. Một kẻ tấn công không rõ danh tính đã sát hại 7 học sinh trung học khi các em đang đi bộ từ trường học về nhà vào ngày thứ Sáu là 27 tháng 4 tại quận Ninzi thuộc tỉnh Sanyi. Hãng thông tấn Tân Hoa Xã của Trung Cộng cho biết, ngoài những người bị thiệt mạng còn có 12 học sinh khác bị thương. Đương sự đã bị cảnh sát bắt giam ngay sau đó. Tuy nhiên, tính đến tận thời điểm hiện tại thì giới chức trách vẫn chưa tiết lộ danh tính của người này. Tờ nhật báo Sanjaji City Express đã công bố một bức ảnh chụp lại cảnh tượng các nạn nhân đang nằm bất động trên mặt đất. Số người tử vong đang được dự đoán sẽ tiếp tục leo thang. Những vụ tấn công bạo lực rất hiếm khi xảy ra tại Trung Cộng, trong khi so sánh với các quốc gia khác trên thế giới, đặc biệt tại thành phố được thắt chặt an ninh. Tuy nhiên thì trong vài năm trở lại đây, các trường hợp tấn công bằng dao nhọn đã gia tăng một cách đáng kể. Vào tháng 2 vừa qua, một phụ nữ đã bị thiệt mạng và 12 người khác đã bị trọng thương trong một vụ tấn công bằng dao tại thủ đô Bắc Kinh.